À, em mở to lên chút. À, tiền cũng chưa tiện nói chuyện đúng không? À, tại vì nếu mà trao đổi được với nhau thì quá tốt. Rồi, cái đầu tiên á, là em muốn chia sẻ với tất cả mọi người á, là hiện tại á, thì mình có rất nhiều cái cách để mình OBB, có rất nhiều cách để chia sẻ. Nhưng mà nếu như mình dùng cái cách OBB đơn giản á, là OBB bằng tiêu dùng thông minh á, thì nó sẽ là đơn giản và dễ hiểu nhất. À, tại vì vốn dĩ là những cái sản phẩm của Amway mình á, nó đều là sản phẩm tiêu dùng trong gia đình, nó là những sản phẩm về nhu yếu phẩm hàng ngày, về những sản phẩm thiết yếu, rồi cao cấp hơn á, thì có sản phẩm về sức khỏe và sắc đẹp. Cho nên mình dùng cái quan niệm á, tiêu dùng thông minh để mình chia sẻ là mọi người sẽ dễ hiểu. Và tiêu dùng thông minh có nghĩa rằng sao? Mình có thể giải thích một chút nữa. Tiêu dùng thông minh á, có nghĩa rằng là chúng ta dùng những cái sản phẩm mà chúng ta không có phải đầu tư thêm tiền gì cả, mà mình biến tính chính những cái chi phí hàng ngày trong gia đình của mình á thành một cái loại tài sản, thành một cái loại vốn để mà mình có thể kinh doanh, các anh chị. Đó. Thì điều đầu tiên á, mình muốn phân tích để cho chúng ta ngộ ra cái chỗ này, là tất cả các anh chị á, phải cho mọi người thấy được cái chỗ này, là thấy được cái mong muốn trong cuộc sống của mỗi người đó các anh chị. Về trong cuộc sống của chúng ta đó, là rất là nhiều người sẽ mong muốn là có thu nhập nhiều hơn. Rồi nhiều người lại mong muốn là có một căn nhà mơ ước, nhiều người mong muốn là giải trí tốt tốt hơn, rồi nhiều người lại thích là giáo dục con cái, và nhiều người lại muốn có nhiều thời gian cho gia đình, nhiều người thì lại mong muốn có một chiếc xe hơi mơ ước, rồi lại muốn có một cái danh tiếng và được đi du lịch vòng quanh thế giới. Thì mình cần phải kiểm chứng coi là trong cái mọi người ở đây nè, cái điều gì hiện tại là mình đang quan tâm nhiều nhất, tại vì cái này á, mình phải thực tế luôn, mình phải khát khao luôn chị. Mà thậm chí cái điều mình mong muốn á, là mình phải giống như mỗi lần mà mình nghĩ tới nó đó, là mình phải giống như là chảy nước miếng luôn á, tức là mình nghĩ tới cái điều mình mong muốn á, chảy nước miếng luôn á. Vậy thì ở đây á, có bao nhiêu trong số tất cả các cô chú các anh chị ở đây là mình mong muốn những điều này ạ? À, ví dụ như cụ thể nhất đi, chị Thâu đi, là chị Thâu hiện tại là chị Thâu đang thích cái điều gì nhất á? Cái điều mà chị Thâu mong muốn nhất á, là cái điều gì ạ? Đó, cần cái như vậy đó chị Thâu. À, chị Thâu thì ở trong cái môi trường này chị Thâu thích nhất là về vấn đề là giúp đỡ cho người khác để mà có một cái sức khỏe tốt, và bên cạnh đó là để mình được làm những cái chuyện mà mình thích, là giúp được nhiều người tốt. Và những người mà đang bị bệnh đó thì tự nhiên mình học có kiến thức và mình cho họ được cái niềm tin đó, họ mang lại cho mình một cái lời cảm ơn, và mình cảm thấy mình hạnh phúc là mình cho được người khác khỏe hơn, khỏe nhiều. Đó là Hay cái điều quá. mơ ước của chị Thâu. Dạ rất là hay chị Thâu. Thì đó, thì cái này là giống như là mình có thể làm những điều mình thích vậy đó. Mình xây dựng cái kinh doanh này mình có thể làm những điều mình thích vậy đó. Rồi, ok anh chị ha. Đó, thì tất cả các anh chị ở đây, nếu như mình cũng có những cái điều này thì coi như là mình rất là phù hợp với cái việc tìm hiểu cái cơ hội kinh doanh này. Và về cơ bản đó anh chị, để thực hiện được những điều mình thích trong cuộc sống đó, thì mình phải có một cái vấn đề là giữa cái ước mơ và cái thu nhập của mình. Tức là khi mình có điều kiện tài chính, mình đi tới đi lui, khi mình có điều kiện thì mình mới giúp đỡ được nhiều người. Vậy thì á, là giữa ước mơ và cuộc sống của mình thì nó lớn lắm. Ước mơ mình có rất là nhiều, ước mơ mình có rất là nhiều, nhưng mà cái thu nhập mình á, thì nó không cao. Đó, cho nên là ước mơ lúc nào nó cũng mất cân đối với thu nhập của chúng ta hết. Và anh chị thấy nè, đấy, có hai cách để mà chúng ta cân bằng đó. Cách thứ nhất là mình sẽ chấp nhận với cuộc sống như vậy và thu hẹp cái ước mơ của mình lại để cho nó bằng cái thực tế, cái thu nhập của mình, và sống một cuộc đời rất là bình thường và không có thành công được nữa. Và cách thứ hai đó là gì? Là mình làm bung nở cái thu nhập của mình ra để cho nó bằng với lại ước mơ của mình, để mình liên tục mình tăng trưởng thu nhập của mình để mình thực hiện những ước mơ của mình trong cuộc sống. Và trong cuộc sống này thì nếu như anh chị muốn chọn cái giải pháp số 1 đó là giảm ước mơ, hay là giải pháp số 2 là tăng thu nhập, đó là tùy do tất cả các anh chị quyết định thôi. Đó, một là giảm ước mơ, hai là tăng thu nhập, là do mình quyết định thôi anh chị. Vậy thì cô chú anh chị ở đây á, là mình có mong muốn là chọn cái giải pháp làm tăng thu nhập lên không ạ? Đó, khi mình mong muốn chọn giải pháp làm tăng thu nhập lên á, thì rất là phù hợp với cái công việc kinh doanh này luôn. Rồi, và mình muốn giới thiệu với mọi người á, đây là một cái tập đoàn của mình là tập đoàn Amway. Thì Amway là một tập đoàn tỷ đô của thế giới và được thành lập bây giờ là 60 năm rồi anh chị. Và doanh thu của tập đoàn này 2016 đã trên 10 tỷ đô la Mỹ rồi. Có 10.000 nhân viên, 10.000 sản phẩm, 13.000 nhân viên, và được chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là tiếp đón nữa. Thì mình có thể mở cho anh chị xem một số cái thông tin là chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đón.
Và những người sáng lập Runway bây giờ là tỷ phú hết rồi, và hai ông thì đã mất và thừa kế lại cho hai người con đều là tỷ phú, là ông Xavier Andel và ông Rick DeVos là sáng lập, và thừa kế lại cho ông Steven Andel và ông Dirk DeVos là hai người con các anh chị nhé. Thì từ từ mình sẽ học được những cái câu tiếng Anh này để anh chị học được. Và đây là cái bài báo về Công an Nhân dân, là cái ngày mà Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp đón Chủ tịch tập đoàn Amway. Và các anh chị biết không, đây là một cái vinh dự rất là lớn lao á. Tại vì trên thực tế đó, thì Chủ tịch nước không có tiếp đón các chủ tịch tập đoàn về kinh tế, mà đa số là họ chỉ tiếp đón những người về chính trị thôi. Nhưng mà cái may mắn của chúng ta là tập đoàn Amway á, là Chủ tịch tập đoàn Amway còn là Chủ tịch phòng thương mại của Mỹ nữa. Và anh chị biết không, ngay tại thời điểm này nè, thì cái ông Steven Andel này vẫn là Chủ tịch phòng thương mại của Mỹ luôn, đương nhiệm luôn. Và ở Mỹ đó thì có bốn cái cơ quan rất là quan trọng. Thứ nhất là Tổng thống Mỹ, thứ hai là Bộ Ngoại giao, thứ ba là Bộ Quốc phòng, và thứ tư là Chủ tịch phòng thương mại. Tại vì Chủ tịch phòng thương mại là ảnh hưởng tới 500 công ty lớn nhất nước Mỹ, mà đa số các công ty Mỹ là trên toàn thế giới không ạ. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu các anh chị. Cho nên đó lý do tại sao mà Chủ tịch nước rất là trân trọng cái ông Chủ tịch tập đoàn Amway mà ông tiếp đón luôn đó. Cho nên chúng ta vô tình chúng ta được hợp tác với Amway, có nghĩa là chúng ta được hợp tác với Chủ tịch nước, chúng ta được, xin lỗi anh chị, chúng ta được hợp tác với Chủ tịch phòng thương mại Hoa Kỳ, là một cái vinh dự rất là lớn lao. Các anh chị có tự hào về điều này không ạ? Rồi, và mình muốn nói về cái dự án tiêu dùng thông minh cho cô chú anh chị xem nha. Thế nào là tiêu dùng thông minh? Ở đây chúng ta vẫn nhìn thấy màn hình các anh chị. Nếu mà chúng ta muốn nhìn thấy rõ đó, các anh chị có thể giúp mình là quay cái màn hình theo chiều ngang. Quay cái màn hình theo chiều ngang, điện thoại theo chiều ngang là chúng ta sẽ thấy rất là rõ các cô chú anh chị nha. Rồi, và đây, các anh chị sẽ thấy rõ hơn rất là nhiều khi các anh chị quay màn hình điện thoại theo chiều ngang. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ anh chị để cái điểm mấu chốt là nằm chỗ này các anh chị. Về nguyên tắc á, thì trong cuộc sống này nè, tất cả cô chú anh chị đều phải tiêu dùng hết. Đã còn sống là còn tiêu dùng. Mà chúng ta tiêu dùng từ lúc chúng ta còn trẻ, là một người mới đẻ ra, cho đến khi chúng ta già, ta chết, thậm chí cúng giỗ cũng tiêu dùng luôn chị. Đó là những cái nhu cầu hàng ngày trong cuộc sống của mình, như là nhu cầu thịt cá trứng sữa. Cái nhu cầu hàng tháng như gia đình của mình là dầu gội đầu, kem đánh răng, sữa tắm, rửa rửa mặt, nước rửa chén, nước lau nhà, nước giặt đồ. Và cái nhu cầu hàng năm như là tivi, đầu đĩa, lò vi sóng, máy lọc nước, điện thoại, xe hơi, vân vân và vân vân. Mà những cái gia đình nghèo đó anh chị, thì tiêu dùng trung bình một ngày 50.000, dĩ chi tháng là 1.500.000. Mà gia đình khá khá đó, trung bình đó, một ngày xài 100.000, dĩ chi tháng là tốn 3.000.000. Và gia đình khá hơn thì xài ngày 200, thì dĩ chi tháng tốn 6.000.000. Thì tất cả những cái khoản này nè, sẽ được liệt vào cái nhóm gọi là chi phí trong gia đình của mình. Chi phí có nghĩa là chi nhiều quá nó thấy nó phí, cho nên gọi là chi phí. Và đây là một cái vấn đề cần giải quyết của xã hội. Tại vì tất cả chúng ta ở đây là không có ai biết cái cách làm sao mà biến những cái chi phí, những cái thứ bỏ đi, những cái đồ bỏ đi trở thành một cái nguồn tiền cho gia đình mình hết anh chị. Và cái này nó gọi là tiêu coi như là cái tiêu dùng này á, là chúng ta phải tiêu, tức là chi những thứ phải chi, bắt buộc phải chi mà không có ngưng lại được các anh chị. Thì cái người Mỹ đó anh chị, họ có quan niệm, và người châu Âu, người Nhật Bản anh chị, họ có quan niệm, tiếng Anh mình đọc tiếng Anh cho anh chị nghe nha, có quan niệm gọi là recycle, tức là người ta gọi là tái chế, tức là người ta có cái vòng tròn tái chế. Các anh chị biết không, ở nước ngoài á, nước người ta không có xài một lần đâu chị, nước người ta xài 2-3 lần người ta mới bỏ lần, có nghĩa rằng sau khi cái nước mình sinh hoạt mình bỏ ra xong, người ta lại lọc cái nước đó lại nữa, chứ là không có thải ra luôn các anh chị. Cái điều thứ hai là rác á chị, rác người ta phân loại nó không giống Việt Nam. Việt Nam mình chưa có xài được cái rác uổng lắm, rác người ta là cái loại nào chia ra cái loại đó, ví dụ như là rác thực phẩm thì là ra thực phẩm để người ta làm phân, còn rác nhựa thì phân ra làm nhựa để người ta làm cái khác, rồi rác kim loại, rồi rác tất cả mọi thứ rác thì đều sử dụng lại được hết. Và cái thứ bỏ đi thì cuối cùng người ta lại làm cái nhựa đường để mà chán đường đi đó anh chị, mà rất là chắc luôn. Vậy thì cái vấn đề là nếu chúng ta có quan niệm này, tức là chúng ta tái lại những thứ mà chúng ta bỏ đi, thì vô tình đó, nó sẽ làm cho gia đình mình kiếm được một loại tiền rất là tốt. Thì ở đây á, mình đang đưa ra một cái ý tưởng là mình biến cái chi phí hàng ngày như là dầu gội đầu, kem đánh răng, nước rửa chén, nước lau nhà, nước giặt đồ, anh chị không có bỏ thêm tiền nha, anh chị với chi phí là 0 đồng, tức là không bỏ thêm tiền nữa, nhưng mà biến những cái đó đó thành cái nguồn thu nhập để mình là có kiếm tiền ở Amway bằng cái nguồn thu nhập mới của mình, là nguồn thu nhập thứ hai của mình. Tại vì vốn dĩ đó anh chị không có tiêu dùng ở Amway thì anh chị cũng tiêu dùng ở tất cả những cái nơi như thế này, như là Coca-Cola, rồi Nestle, rồi Unilever, rồi B&G, rồi siêu thị Co.op, Bichui, Meiso, tất cả mọi thứ. Đây là cái hệ thống siêu thị mà tiêu dùng chằng chịt mà chúng ta đang sử dụng. Theo các cô chú anh chị là chúng ta sử dụng những cái chỗ này nè, mình xài càng nhiều luôn thì ai có lợi ạ?
mình có lợi hay là mấy cái hãng này có lợi anh chị? Ê, tại vì hồi đó giờ á mình xài đồ á toàn là mấy chỗ khác có lợi không à, mình không có lợi gì hết trơn anh chị. Nhưng mà nếu như ngày hôm nay á mà mình xài đồ á mà mình có lợi á thì các anh chị nên đổi các anh chị. Bây giờ mình phân tích cho anh chị biết nha, giữa tiêu dùng thông thường với tiêu dùng thông minh khác nhau chỗ nào nè. Tiêu dùng thông thường đó anh chị là người tiêu dùng không có quyền phân phối sản phẩm anh chị ơi, chỉ biết xài thôi. Hồi đó giờ các anh chị tiêu dùng kem răng BF, Colgate, các anh chị có mở tạp hóa phân phối không? Có, nhưng mà nó ít lắm. Nhưng mà anh chị biết không, là cái người mở tạp hóa là cái người kinh doanh luôn rồi, chứ cái người mua một cái kem răng BF, Colgate thì không có quyền kinh doanh. Trường hợp thứ hai nè, là nhà sản sản phẩm mà anh chị mua đó nó không có rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm anh chị, nó không quá đơn đỏ. Có khi nào anh chị đi mua một cái kem răng BF, Colgate ở ngoài chợ, ngoài siêu thị, ngoài 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 tiệm tạp hóa mà anh chị kêu người ta đưa anh chị hóa đơn đỏ không? Anh chị không có hóa đơn đỏ của cụ thể cái sản phẩm đó, anh chị không có. Có thể anh chị vô siêu thị anh chị mua có cái hóa đơn đỏ tổng thì có, nhưng mà từng sản phẩm là không có. Tại sao? Tại vì của từng sản phẩm á, mới là đích thị của công ty đó phát hành các anh chị, mới chính xác anh chị. Tại sao công ty Amway mình không phát hành hóa đơn đỏ cho lần thứ hai nè? Thí dụ hôm nay chị Thâu mua Amway về, chị Thâu bán cho một người nữa, chị Thâu không có xuất hóa đơn đỏ được, là tại vì Amway không muốn làm như vậy. Nếu làm như vậy hàng nó sẽ có hàng gian, hàng giả, nó trà trộn vô mấy cái khâu đó. Thậm chí cái hóa đơn đỏ cũng là hóa đơn đỏ giả luôn anh chị. Bản thân hóa đơn đỏ đã là hóa đơn đỏ giả rồi thì lấy cái gì là hàng thật? Cho nên á Amway không làm như vậy. Amway chỉ xuất hóa đơn đúng một lần duy nhất đến tay người tiêu dùng thôi, thì cái hóa đơn đó mới là hóa đơn thật và hàng đó mới là hàng thật. Cho nên khi mình nghĩ tới đây á, mình mới càng yêu thương cái giá trị của công ty Amway hơn, tại vì mình thấy cái cách làm của Amway nó quá là hay các anh chị. Rồi, tại vì ở ngoài tiệm tạp hóa là mình được biết nha, có rất nhiều hàng gian hàng giả mà cô chú anh chị không có biết. Những cái người tiếp thị đó anh chị, họ sẽ tới những cái tạp hóa, họ sẽ chào mời. Ví dụ như tạp hóa đó từng mua sữa Vinamilk, từng mua nước giải khát number one, mà bây giờ mấy cái người tiếp thị đó họ có được cái hàng đó đâu mình không biết, có thể là hàng gian hàng giả luôn. Nhưng mà họ tới họ chào cái bà chủ tạp hóa, họ nói rằng là họ mới lấy được cái hàng này ăn cắp ở trong kho và họ bán giá phân nửa thôi. Thì cái bà tạp hóa bà sẽ ham tiền, bà mua cái đó vào, bà bán ra thì vô tình người tiêu dùng sẽ dùng phải hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, thậm chí là còn có độc tố trong đó nữa, rất là nguy hiểm các anh chị. Cho nên mình mua hàng là phải mua đích thị đúng ngay nguồn gốc của công ty và xuất hóa đơn đỏ luôn là anh chị an tâm nhất. Cái đó là tiêu dùng mình gọi là tiêu dùng thông thường đó, mà không có thông minh đó. Rồi, không được dùng thử trước khi mua nè. Rồi không được đổi trả hàng nếu không hàng không đúng chất lượng nè. Rồi xài nhiều, tốn nhiều, không kiếm được tiền từ việc tiêu dùng các anh chị. Rồi, còn tiêu dùng thông minh của chúng ta nè anh chị. Người tiêu dùng được làm nhà phân phối luôn. Anh chị xài một cái kem đánh răng, các anh chị được làm nhà phân phối luôn. Sản phẩm thì hữu cơ, nguồn gốc là thiên nhiên 100% là tại Mỹ. Có nông trại rõ ràng, mình cũng đã qua đến tận cái nơi mà sản xuất sản phẩm Amway ở Mỹ rồi. Được mua trực tiếp từ nhà sản xuất, có chứng từ các anh chị, hóa đơn đỏ nguồn gốc rõ ràng. Được thử sản phẩm trước khi mua là được demo đó anh chị, được coi demo đó. Được đổi trả hàng nếu sản phẩm không đúng chất lượng. Được tiêu dùng sinh ra tiền và nhiều, kiếm nhiều tiền từ cái việc tiêu dùng này luôn, và tạo ra một hệ thống tiêu dùng thông minh anh chị. Anh chị kinh doanh sản phẩm này anh chị cứ mạnh dạn lên cho mình. Mình khuyến khích tất cả nhân phối trong đội nhóm của mình mạnh dạn lên. Mình á, mình bán cái kem răng cho khách hàng đó anh chị, mình nói thẳng luôn. Nếu anh chị xài sản phẩm này hoặc là anh chị lấy sản phẩm này về kinh doanh mà khách có chê, khách xài hết một nửa cái kem răng luôn mà chê, thì cứ đưa lại sản phẩm cho mình sẵn sàng trả lại 100% cho cái người khách hàng đó. Tại sao? Tại vì mình quá là tự tin với sản phẩm của mình yêu cầu các anh chị phải có sự đảm bảo, sự cam kết cho khách hàng khi sử dụng, thì khách hàng mới an tâm mà sử dụng các anh chị nha, an tâm mà dùng thử sản phẩm của chúng ta. Khi dùng thử rồi là ghiền luôn, tại vì sản phẩm mình quá tốt đó. Thì cái phần slide này thì chị Thâu và mọi người có hiểu rõ không ạ? Nếu mọi người cảm thấy thích và hiểu rõ có thể chat cho mình biết được không ạ? Rồi, mình nói cho cô chú anh chị biết một quan niệm nữa. Đây là cái show, đây là cái show các anh chị. Và cái show này thì bị lủng, các anh chị có thấy nó bị lủng không ạ? Cái show này bị lủng rất là nhiều. Và bị lủng này á thì có nghĩa rằng gì? Cái show này là mình đi làm hàng ngày, mình có một nguồn thu nhập nó gọi là tiền lương. Thì cái nguồn thu nhập đó đổ vô cái xô, đó là một cái nguồn nước đổ vô cái xô. Nhưng mà cái xô này nó bị lủng quá trời luôn. Nào là gì? Nào là tiền điện, tiền nước, tiền xăng xe, tiền sữa con, tiền dầu gội, kem đánh răng, sữa tắm, rửa mặt, lau nhà, giặt đồ, rất là nhiều cái tiền nó bị lủng cái lỗ ở đây. Mình có một nguồn thu nhập mình đổ vô cái xô này mà cái xô này lủng nhiều quá thì mình đổ hoài luôn nó cũng không có đầy các anh chị. Ngày hôm nay mình làm tiêu dùng thông minh á, thì thay vì á hồi đó giờ cái xô này mình bị lủng là mình trả tiền cho bà chủ tạp hóa, mình trả tiền cho siêu thị, mình trả tiền cho cửa hàng, rồi mình trả tiền cho mấy cái chỗ mà họ bán hàng tiêu dùng, thì bây giờ mình không trả cho họ nữa, mình trả cho chính mình. Tại giờ mình làm chủ mình bán luôn rồi thì coi như mình bích được mấy cái lỗ này lại các anh chị.
mình vừa bích được mấy cái lỗ này lại, mà cái hay nữa đó là mình còn á, mình bích được mấy cái lỗ này lại mà mình cái hay nữa đó mà mình còn á, là có thể mình còn có thể sao ạ, tạo thêm một nguồn thu nhập nữa, thì điều đó chứng tỏ vấn đề gì ạ? Điều đó chứng tỏ là cái show của mình sẽ mau đầy hơn. Đó là lý do tại sao có nhiều người làm hoài mà không biết chừng nào mình giàu, là tại sao mình càng làm nó càng lủng, mình càng làm nó càng lủng thì nó càng lủng á, thì nó càng chảy nước ra, thì làm sao mà các anh chị có thể đầy được, phải không? Ngày hôm nay chúng ta vừa bích được cái lỗ mà chúng ta lại có thêm một nguồn thu nhập nữa thì nó mau đầy thôi đó các anh chị. Rồi mình chia sẻ anh chị cách hợp tác dễ lắm anh chị ơi, có 5 phút là mình đăng ký xong thẻ anh chị ơi, 5 phút là mình đăng ký xong thẻ với em quay nha. À, vấn đề như thế này, công ty em quay sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị nè, là tất cả các cô chú các anh chị sẽ được công ty em quay sẽ mở ra một cái chuỗi siêu thị trên cả nước, dự kiến là 100 cái anh chị, bây giờ là có 14 cái rồi, nhưng mà công ty em quay còn làm online nữa, còn cho chúng ta làm online trên mạng như thế này nữa anh chị. Tất cả mọi người sẽ được đăng ký một cái thẻ qua cái hệ thống của ông công ty Amway, đó là trang web Welcome to Amway. Chúng ta lên trang web này, chúng ta đăng ký một cái thẻ khách hàng hoặc một cái thẻ nhà phân phối trong vòng 5 phút là xong các anh chị. Rồi, đầu tiên anh chị đăng ký thì anh chị là người màu vàng, anh chị là người màu vàng nha. Hai cái loại thẻ là đều miễn phí nha anh chị. Thứ nhất là thẻ miễn phí là thẻ khách hàng là màu xanh, còn thẻ kinh doanh là màu cam các anh chị. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị hình dung nha, nếu anh chị đăng ký thẻ khách hàng thì anh chị chỉ cần hai mặt chứng minh nhân dân với mại lại một cái số điện thoại là xong. Còn anh chị đăng ký là thẻ kinh doanh, các anh chị cần thêm tài khoản ngân hàng và tấm ảnh thẻ của mình nữa. Và anh chị nhìn đây, nếu chúng ta đăng ký làm thẻ kinh doanh thì sau đó chúng ta sẽ học 8 tiếng. Tại vì công ty Amway không muốn một người vô đây mà không biết cách làm. Một người vô đây á, là phải học được 8 tiếng, hiểu được cách làm rồi mới bắt đầu vận hành các anh chị. Thì lúc này chỉ có những nhà phân phối mới được bảo trợ thôi nha. Còn những thẻ khách hàng màu xanh là không được bảo trợ, các anh chị sẽ nằm im ở chỗ là được vừa tiêu dùng ưu đãi thôi. Thì á, cái mã số kinh doanh sẽ được có thêm quyền lợi là kinh doanh sản phẩm luôn. Thì các anh chị nhìn đây, tổng chúng ta sẽ có một cái mạng lưới như vậy. Khi chúng ta bảo trợ ra người kinh doanh thì người kinh doanh lại bảo trợ tiếp, còn người màu xanh thì đứng yên. Các anh chị nhìn nha, công ty Amway sẽ đầu tư toàn bộ sản phẩm nè, kho nè, văn phòng nè, nghiên cứu nè, phát triển nè, nhân viên hỗ trợ nè, hệ thống tính hoa hồng nè, hệ thống kinh doanh thông tin nè, tất cả công ty hỗ trợ cho anh chị. Có phải anh chị nhận rất nhiều thông tin kinh doanh từ Amway đúng không ạ? Cái điều thứ hai này anh chị không có buộc phải ký quỹ, không có buộc phải mua hàng, không cần kinh nghiệm, không cần mặt bằng, không cần thuê mướn nhân viên, không ràng buộc thời gian, và nói tóm lại anh chị đâu có rủi ro đâu đúng không ạ? Bây giờ anh chị không có rủi ro luôn. Rồi, công việc của anh chị nè là dùng thời gian rảnh để chia sẻ sản phẩm và xây dựng mạng lưới người tiêu dùng và nhà phân phối các anh chị. Đó là tức là công việc của mình rảnh là làm giống vậy nè, là mình hẹn nhau đi mở thẻ đó, để mở thẻ cho mọi người đó. Rồi kết quả nè, mình nhận hoa hồng hàng tháng, hàng năm, được công nhận thành tích, được là chuyển nhượng, được kế thừa, được thu nhập không có giới hạn các anh chị. Và cái nguồn thu nhập của anh chị không có giới hạn, phụ thuộc vào cái mạng lưới này của anh chị. Mạng lưới anh chị càng lớn thì anh chị sẽ kinh doanh càng lớn các anh chị. Mình giả sử các anh chị mở ra cho 10 người, mình đang thành lập một cái công thức là kinh doanh Amway theo cái kiểu online kim cương. Đó là 10 x 10 các anh chị. Các anh chị mở cho 10 người, mỗi người mở 10 người nữa là anh chị có 100 người, là lúc này anh chị đã lên được silver rồi. Đó, bây giờ mở dễ quá cho nên mình mở nhiều một chút. Và đặc biệt kinh doanh Amway còn ứng dụng cả thương mại điện tử trong thời gian này vào kinh doanh nữa các anh chị ơi. Cái thương mại điện tử rất là tuyệt vời. Công ty sẽ sử dụng là tất cả là trên điện tử hết. Có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ chỉ cần chia sẻ những cái đường link chúng ta đã có thu nhập rồi, không cần phải là gặp gỡ trực tiếp chia sẻ giống như trước đây nữa nha anh chị. Đó, đây là cái mô hình thương mại điện tử, mình sẽ lướt qua cho anh chị tại vì hôm nay không có tập trung và trao đổi về chủ đề này. Đó, và cái mình có một kế hoạch, đó là dùng kế hoạch đó là phát triển bằng một cái quyển sách. Quyển sách này có tựa đề là Khởi nghiệp với 100 đô la. Thì mình phân tích với anh chị lúc nãy rồi đó. Toàn bộ chi phí tiêu dùng của cô chú anh chị một tháng trong gia đình từ 200 đến 500 đô. Các anh chị cứ giữ nguyên đi. Các anh chị thậm chí là anh chị không cần phải thay đổi hết vào Amway. Ví dụ nha, ở bên ngoài á, mình sử dụng 200-500 đô thì bây giờ mình nhím ra, mình tiết kiệm ra 100 đô la để mình áp dụng vô cái dự án tiêu dùng thông minh của Amway. Vào học đi. Mình áp dụng vào học đi, nghe đi không? Dạ, áp dụng cái dự án tiêu dùng thông minh của Amway. Và em vào học đi. Anh chị sẽ thấy được cái điều này. Khi mà cô chú anh chị áp dụng cái dự án tiêu dùng thông minh của Amway á, thì một cái điều tuyệt vời chỗ này xảy ra nè. Giả sử như cái tầng số 1 mà anh chị đang phát triển có 2 người thôi. Tầng số 1 mình 2 người á anh chị,
thì tầng số 2 mình có 4 người, mà mỗi người á, chỉ cần tiêu dùng và kinh doanh có 100 đô. Tại vì không phải là mình khiêm tốn, nhưng mà mình lấy mức 100 đô là thấp nhất. Tại vì có người còn làm được 1.000 đô nữa, chứ nói gì 100 đô, đúng không chị? Thì ai làm được bao nhiêu thì cứ làm, nhưng mà thấp nhất thì nỗ lực là 100 đô. Rồi, vậy thì lúc này á, là tầng thứ 2 của anh chị là có 4 người và được 400 đô. Tương tự như vậy, giả sử anh chị mở ra 3 nhánh, và 3 nhánh này mỗi người 3 nữa là 9 người thì 900 đô. Mỗi người 100 đô là 900 đô. Nhưng mà nếu các anh chị dùng công thức kim cương là 10 x 10 này anh chị, thì tầng 1 có 10 người, nhưng mà tầng 2 chúng ta lại có 100 người. Và mỗi người chỉ cần 100 đô thôi thì chúng ta có 10.000 đô. Mà 10.000 đô là chúng ta đạt được là thành tích là 21% rồi anh chị. Tại vì 10.000 đô là 10.000 BV đó. Cái BV mà tính theo kiểu của Amway là 25.200, tại vì tính cả thuế đó anh chị. Là BV là tính theo cái tiền đô đó anh chị, xem đó. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ ra 10.000 đô la và tương đương với 21%. Và tương đương 21% có nghĩa là chúng ta sẽ có được là 21% trên 10.000 đô la này. Thì thu nhập chúng ta đã dao động được 2.001 đô rồi. 2.001 đô là mình lấy nó hơi cao, là tại vì tính chẵn luôn là của 10.000 đô la. Nhưng ở phía dưới mình sẽ có những người nhận hoa hồng nữa, cho nên cái số tiền mà chúng ta lên silver chúng ta nhận tổng là 2.001, nhưng mà chúng ta trừ lại cho một số người đạt thành tích trong nhóm của mình thì còn lại đâu đó khoảng 30 triệu tháng các anh chị. Vậy thì công thức này gọi là công thức kim cương 10 x 10. Chúng ta ở không, ở nhà chúng ta làm gì? Mỗi một ngày chúng ta gửi cái đường link cho 10 người, 20 người, người ta đăng ký thì coi như là tiếng dưới của mình. Và lúc này mình bắt đầu phát triển. Hoặc là mình tổ chức những cái buổi họp Zoom như thế này nè anh chị, để mà chúng ta phát triển các anh chị. Đó, thì đây cũng là cái kế hoạch mà mình định chia sẻ với tất cả cô chú các anh chị. Trong cái dự án của chúng ta là công thức kim cương, chúng ta vận dụng công thức kim cương này để phát triển. Đó là 10 x 10 các anh chị nha. Đó, để chúng ta có một cái cuộc sống kinh doanh. Rồi, siêu thị nè anh chị nhìn đây. Siêu thị là kể cả có tương lai mình sẽ bán gạo nha anh chị. Mình sẽ bán gạo nè, mình bán máy sinh tố, bán nồi cơm điện, bán xe hơi, bán dầu nhớt, mobil, bán nước giải khát, bán cà phê, bán tất cả mọi thứ nè. Rồi sữa bột nè, rồi các anh chị nước giải khát SS nè anh chị. Rồi sữa người lớn, sữa trẻ con nè. Đó, tất cả mọi thứ ở đây. Các anh chị nhìn thấy son nồi nè anh chị. Son nồi là đội nhóm của mình đã đi Malaysia. Mình dẫn nguyên một đoàn đội đi Malaysia rồi. Đó, rồi, ưu điểm của chúng ta là gì các anh chị? Ưu điểm của cái này là gì? Bên cạnh cái việc sản phẩm công ty Amway tốt, công ty Amway tốt rồi, chúng ta làm việc còn có một cái dự án nữa anh chị. Có một dự án là chúng ta gọi là dự án Rosumer Success. Cái dự án này được dịch ra tiếng Việt, nó là tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện, là do Bình với lại anh Hiếu sáng lập ra. Khi mà chúng ta phát triển dự án này thì chúng ta được dùng hàng Mỹ giá cực rẻ. Ví dụ như nước rửa chén là dùng chỉ có 16.000 đồng một tháng thôi nha anh chị. Ai cũng xài được hết. Có rất là nhiều người nghĩ là sản phẩm Amway mắc là tại vì họ không biết cách phân tích và không biết cách chia nhỏ sản phẩm nha anh chị. Đầu tiên tại sao mình thích cái nói chai rửa chén? Tại vì nói chai rửa chén nó thực tế nhất và nó đơn giản nhất, và ai khởi nghiệp bằng một chai rửa chén cũng được các anh chị. Tính ra là chai rửa chén mình mua là 187.000, nhưng mà pha ra 12 chai thì thành ra chai có 16.000 thôi, mà xài được một tháng, mà vừa rửa chén vừa rửa trái cây, rau củ quả, thịt cá ăn được luôn. Tốt cho sức khỏe, diệt được trứng giun, trứng sán, sán lợn, sán chó và thuốc trừ sâu ra bên ngoài, thì nó quá tốt cho một cái gia đình một tháng xài 16.000 anh chị ơi. Hàng tiêu dùng, thị trường lớn 100%, kinh doanh sản phẩm thật, hàng tiêu dùng nên không có sự giả dối khách hàng, không ai đi lừa gạt 16.000 đồng cả. Chỉ là nước rửa chén ra lau nhà nên dễ làm, đứa bé cũng có thể làm được các anh chị. Rồi, ok các anh chị nha. Rồi, sau khi mình trình bày về chương trình kinh doanh của công ty như vậy thì xin hỏi tất cả các cô chú các anh chị ở đây là mình sẽ mở mic cho mọi người luôn. Thì mọi người cho mình hỏi rằng là mọi người có thắc mắc gì hay không, hay là có muốn hỏi thêm gì hay không sau cái phần trình bày cơ hội kinh doanh này. Mình sẽ gửi cái file chia sẻ này cho tất cả mọi người. Tất cả cô chú các anh chị đã là lãnh đạo hết rồi, cho nên mình chủ động mình là ngắt mic nếu như mình không có trao đổi. Còn khi nào mình trao đổi thì mình mở mic cô chú anh chị, tránh mình để ồn nha. Tại vì ai cũng biết sử dụng Zoom rồi. Mình nghĩ rằng mình bấm cái nút mute là mình tự biết tắt mic, cái nút màu đỏ bên dưới góc bên tay trái của cái micro của mình các anh chị nhé. Rồi, sau khi mình chia sẻ cơ hội tiêu dùng thông minh rồi thì anh chị thấy là có dễ hiểu không? Chị Thâu ơi, chị Thâu cho ý kiến xem mọi người thấy có dễ hiểu không chị Thâu? Ok. Anh theo cái lời mà chia sẻ của anh Bình đó, mình mời các bạn đã các như là các bạn mới nè. Như chỗ Mi đâu đó là Vi á, là coi cái trình bày của Bình ra có dễ hiểu không em? Và có thể là em có ý kiến gì và câu hỏi gì để em hỏi về cái mô hình công việc của mình tiêu dùng thông minh toàn diện em. Bé Mi nha. Xin mời bé Mi. Dạ.
Em cũng nghe về Amway một lần rồi. Em cũng đi dự hội thảo ở bên Amway một lần ở Sài Gòn, ở hình như ở quận 3 hay sao á, một nhớ lần rồi chị ơi. Vâng, em cũng đi một lần rồi đó. Giờ nhưng mà lần em... hôm nay thì em nghe thì em có thể là cái bước tới là có thể là mình tìm hiểu và mình có thể là cùng nhau để phát triển công việc này không em? Dạ ok chị. Ok. À, tuyệt vời quá. À, cảm ơn em. À, dạ. Còn bạn nào đẹp quá chứ mình ngồi tại nhà mở luôn rất là tuyệt vời. Bây giờ á mình chia sẻ với cả nhà mình cái cách mở này nha cả nhà. Ở trên này á có một cái đường link. Đây là cái đường link nè anh chị. Cái đường link này á, khi mình gửi cho cái người nào muốn mở thẻ đó, thì khi mình gửi cái đường link này cho người nào muốn mở thẻ thì mình nhớ gửi kèm cái mã số Amway của mình luôn. Vào đây, vào đây. Mình đã là nhà phân phối rồi đó, thì mình sẽ có cái mã số Amway. À, xin hỏi rằng là, thí dụ ở đây là có anh chị nào mà có cái nhà mã nhú mà phân phối rồi, thí dụ như chị Thâu đi nha. Thì khi mình gửi cái đường link này, anh chị đã nhìn thấy màn hình của mình rồi phải không ạ? Mình sẽ nhập mã số của chị Thâu là 52666. 5 5 2 6 6 1 2 8 8. Thì mọi người chỉ cần bấm chữ kiểm tra này anh chị. Mọi người bấm chữ kiểm tra thì nó sẽ hiện ra cái chữ là Ngô Kim Thâu này anh chị thấy không? Cái này gọi là hợp lệ. Thì lúc đó mình bấm chữ tiếp tục nè. Sau đó mình bấm chữ tiếp tục, xong mình bấm chữ đồng ý nè. Thì những người họ đăng ký mới á, là sẽ nhập vô đây. Coi như là sẽ có thẻ là nằm trong tuyến dưới của anh chị. Cho nên anh chị nào có cái mã số rồi đó thì anh chị sẽ có cái quyền lợi đó. Khi anh chị bảo trợ cũng rất là dễ luôn. Anh chị bảo trợ cũng rất là dễ luôn. Anh chị biết hình dung chưa ạ? Rồi, vậy thì hôm nay á, ai muốn mở á, thì mình sẽ sẵn tiện mình đang làm trên này mình sẽ mở dùm cho. Tại vì hai cái thẻ đều là miễn phí và mình muốn mở cái thẻ nào cũng được cả. Thì bây giờ mình chỉ cần chụp cho mình hai mặt cái chứng minh nhân dân, gửi qua cái Zalo nhóm của mình, gửi qua Zalo nhóm của mình. Sau đó mình sẽ làm mẫu cho mọi người coi nha. Còn sau đó mình làm mẫu cho mọi người coi trước. Rồi mai mốt mọi người muốn làm á, thì tự làm cũng rất là dễ. Gửi qua bình xong cái bình tải về máy, xong cái bình làm trực tiếp ở trên này luôn. Đó, thì ai đang cần làm thì em sẽ hỗ trợ luôn nha chị Thâu. Ok em. Dạ. Và đặc biệt hỏi chi coi làm thẻ của bé My đó. Sao mạng kém thế này ta? Dạ, nghe được. Mọi người nghe chị My rõ lắm nha. Mọi người nghe chị My dạ. Rõ lắm. Ok, mọi người nghe chị My rõ lắm. Còn nếu mà chúng ta muốn cái mạng nó không ấy á, thì mình anh chị em mình sẽ tắt camera, mình nói chuyện với nhau không luôn, thì cái âm thanh nó sẽ truyền dễ hơn, nó có thêm video nữa, mình bớt đi cái camera đi là ok. Yes. Rồi, vậy thì á là bây giờ mình sẽ hỗ trợ cho ai ta? Bây giờ hỗ trợ cho chị My đúng không? Hỗ trợ My đi, hỏi My ra My cho con đi. Chị My sẽ My đọc, đọc tên đi chị ghi cho My đọc tên đi chị ghi cho. Đúng tên rồi, họ đúng đi. Rồi. Đúng rồi. Ủa, đóng cửa vào làm gì? My ơi. Hả? Em đọc tên tuổi tên họ của em đi là chị ghi cho mình làm luôn nè. Còn chỗ tiền Bến Tre thì chị làm rồi á, nhưng mà nhờ Bình nạp hồ sơ cho công ty nó là xong, tại vì chị không có cái mẫu đơn đó Bình. Đi vào xem nhanh lên. Alo. Alo, đâu hết trơn rồi, em ngu vậy. Alo, chị Thâu ơi, việc làm hồ sơ này rất là đơn giản, thì ai cũng có thể làm được cả nha. Bây giờ em sẽ xin phép là em cho qua cái phần làm hồ sơ đi. Em sẽ nói tiếp về cái dự án và cái chiến lược phát triển của mình nha các anh chị. Rồi, dự án chiến lược phát triển của mình á, là mình sẽ tập trung vô việc là phát triển, là mỗi một người á, là sẽ tập trung vô quy luật phát triển là 10 x 10. Tức là chúng ta sẽ tập trung vô phát triển á, là cái quy tắc của chúng ta là tập trung phát triển cái công thức kim cương này cho tốc độ nó sẽ nhanh chút để chúng ta phát triển cái dự án kinh doanh của mình. Thì điều đầu tiên á, thì mình khuyến khích mọi người á, khi mà chúng ta tập trung chúng ta phát triển, chúng ta sẽ phải nắm lịch của đội nhóm các anh chị, nắm lịch của đội nhóm, lịch của đội nhóm và lịch Zoom, là đặc biệt chỉ có lịch Zoom thôi, lịch Zoom với lịch của công ty là quan trọng nhất nha. Thứ nhất
là mình sẽ nắm cái lịch của công ty, gồm những cái ngày mà công ty sẽ mình nắm cái ngày mà công ty sẽ OBB. Thí dụ như là công ty có live stream OBB hoặc là đội nhóm của mình sẽ OBB vào tối thứ hai hàng tuần, thì mình còn có thể nhờ thêm lãnh đạo tuyến trên của mình nữa. Ví dụ như ngày hôm nay mình đã giúp chị Tuyền rồi, mình đã giúp Tuyền rồi, mình đã giúp chị My rồi, thì bữa sau thì đội nhóm mình sẽ hỗ trợ người dưới Tuyền và dưới chị My nữa. Đó là hôm sau mình sẽ tiếp tục hỗ trợ để cho mình OBB có một cái chiều sâu, đội nhóm mình có một cái chiều sâu. Đó, mình sẽ ngồi với nhau là mình OBB. Và tất cả đội nhóm của mình á là sẽ phải cố gắng là sao ạ? Là phải copy cái đường link đó lại để gửi cho mọi người và hướng dẫn mọi người đăng ký. Đồng thời mình phải biết hướng dẫn cho mọi người cài Zoom nữa, đặc biệt là những người mới chưa bao giờ xài Zoom, mình sẽ hướng dẫn cho người ta biết cách cài Zoom. Cài Zoom á thì mình thì có cái con robot thì hướng dẫn cho mọi người cài Zoom. Còn nếu mà chúng ta cần thiết nữa đó thì chúng ta tự hướng dẫn cho cài Zoom bằng miệng cũng được, nhưng mà nó hơi cực hơn chút các anh chị nhé. Rồi. Khi mà như vậy rồi đó. Sorry. Khi mà như vậy rồi đó thì các anh chị hình dung là chúng ta sẽ bắt đầu lắp ráp cái hệ thống của mình và nắm cái lịch là tối thứ hai, tối thứ tư, tối thứ sáu hàng tuần. Bên cạnh đó là chúng ta nên book nhiều cái lịch giống như thế này. Chúng ta nên book nhiều cái lịch đó mà chúng ta làm riêng như thế này nữa. Thì khi mà mình book được nhiều cái lịch mà làm riêng như thế này á thì nó sẽ hỗ trợ cho mình á là cái cách để là mình tăng tốc cho cái đội nhóm của mình. Và mình cho mọi người một cái quan niệm, là chỉ cần mình tiêu dùng hoặc kinh doanh 100 đô thôi thì coi như mình cũng đã thành công rồi. Và sắp tới là mình có khóa học BTC, mọi người đưa mọi người vào học BTC, các anh chị hình dung ha. Và mình sẽ cho chúng ta một cái quy trình đó, chúng ta có một cái quy trình để làm việc như vậy anh chị nha. Rồi, khi mà chúng ta có quy trình rõ ràng rồi thì công việc mình rất là dễ dàng. Trong ngày mai là quy trình nó đã hoàn thành theo cái tiêu chuẩn online mới. Tại vì trước đây mình có quy trình rồi nhưng mà nó quy trình làm offline các anh chị. Ngày mai thì có quy trình làm online mới, thì mình gọi là quy trình tỷ đô đó. Thì cái quy trình đó nó sẽ giúp cho tất cả các anh chị đều có thể vận hành cái công việc được một cách thuận lợi hết anh chị nhé. Đó, thì mình rất là vui khi mà trao đổi với tất cả cô chú các anh chị ở đây. Các anh chị cần phải biết cách để mà share cái tài liệu anh chị. Ai cũng sẽ có cái phòng Zoom hết. Các anh chị có thể sử dụng phòng Zoom của mình, nhưng mà nếu nó chéo giờ, còn anh chị nên, tất cả anh chị lãnh đạo ít nhất là 6%, 9%, 12%, ít nhất là phải tự cài cái phòng Zoom cho mình. Tại vì cái phòng của mình nó sẽ trống liên tục, mình muốn làm lúc nào cũng được hết. Thì anh chị cài phòng Zoom xong á, cái phần mà OBB á, là anh chị mình sẽ gửi tài liệu cho anh chị nè. Còn cái phần mà share tài liệu á, thì anh chị cứ bấm vô nút share, bấm new share. Sau khi anh chị bấm vô nút new share rồi á, thì anh chị mới tìm đến cái đúng cái tài liệu mà chúng ta muốn share, muốn chia sẻ. Thì chúng ta sẽ chia sẻ và chúng ta sẽ nối theo cái tài liệu mà mình đang có các anh chị nhé. Các anh chị cũng có thể share những cái hình ảnh mà anh chị để sẵn trên điện thoại luôn, cũng được luôn. Anh chị gom nó thành một cục lại, thành một cái album và anh chị share cũng được luôn. Thì đó là cái cách mà chúng ta vận hành. Và bây giờ là thời đại kinh doanh online, thương mại điện tử rồi. Và chúng ta phải tận dụng, trong vòng thời gian mà mình nghĩ đó, một người làm trong vòng 3 tháng là có thể lên được silver. Bây giờ tốc độ nó sẽ nhanh hơn rất nhiều, cho nên 3 tháng là có thể lên được silver rồi các anh chị nhé. Đó, rồi. Ok, mình cảm ơn tất cả đã chú ý theo dõi. Thì bây giờ cũng nhường mic lại cho chị Thâu với một số các anh chị để các anh chị hỏi thêm về cách làm, cách vận hành để cho mình sẽ dễ dàng nha anh chị nhé. Rồi, những anh chị mới thì làm hồ sơ thì chút xíu nữa mình làm cũng dễ lắm. Ai cũng có thể làm được hết, mình gửi qua người nào cũng có làm được hết. Nếu mình biết cách làm thì mình sẽ tự làm. Còn nếu như mình chưa biết cách làm thì tiếng trên sẽ hỗ trợ. Mình có cái đường link mình nhập vô thì nó hiểu sao mình làm y vậy là xong. Ở đây có anh chị muốn hỏi gì thêm không ạ? Ok, cảm ơn mình nhiều buổi chia sẻ hôm nay tuyệt vời quá. Các bạn nào có ai muốn chia sẻ, muốn hỏi điều gì thì hỏi luôn để mình hoặc anh mình gì trả lời cho nhé. Dạ, còn không thì bây giờ mình chỉ có vận hành thôi, mình bắt đầu vận hành và mình làm kia mình ra tiền thôi. Okay. Sau cái buổi học này thì còn những bạn nào chưa có làm thẻ thì mình chụp chứng minh hai mặt gửi qua nhóm và số điện thoại cộng thêm số tài khoản và số tài khoản ngân hàng với một cái hình thẻ, một cái hình để làm thẻ. Thì đó là gửi qua nhóm đi và mình giúp các bạn làm cho mở một cái thẻ nhà phân phối nha. Yes. Tại vì mình phải có thẻ nhanh. Khi mình có thẻ nhanh xong rồi mình phải học 8 tiếng. Học 8 tiếng thì anh chị đừng lo, đội nhóm sẽ học phụ mình. Thí dụ như mình học 8 tiếng mà mình học không kịp thì đội nhóm sẽ hỗ trợ mình một phần nào đó. Sau đó mình có cái mã số nhà phân phối rồi, mình mới lấy cái mã số đường link á, mình mới chia sẻ.
rồi người ta mới nhập cái mã số mình vô thì người ta mới ở dưới chân của mình được. Còn nếu như anh chị không có tích cực chia sẻ thì coi như là không có hiệu quả, đúng không ạ? Rồi, mình muốn chia sẻ anh chị về lớp học BTC. Ở đây á, thì ai đã đăng ký lớp BTC rồi ạ? Chị Thâu đã đăng ký lớp BTC chưa chị Thâu? Chị đăng ký rồi em. Rồi, vậy thì ở đây hầu như gia đình của mình cũng nhiều người đã đăng ký lớp BTC rồi, phải không ạ? Em cũng đăng ký rồi. Rồi, tốt quá. Thì mình báo với anh chị nè, lớp BTC là một lớp học rất là vui và rất là đặc biệt. Dạ, em đăng ký cho chị Vy rồi luôn rồi anh Bình. Yes, anh chị tham dự lớp BTC này á, tại vì cái tài chính á, là 100.000. Nhưng 100.000 là mình khuyến khích mỗi người tự đóng. Tại sao vậy? Học mình tổng cộng mình học 8 buổi, 8 buổi mà có 100.000 thôi, thì tính ra một buổi á, chỉ có khoảng 12.000 đồng thôi. Nhưng tại sao mình phải học? Tại vì mình học như vậy mình bỏ tiền ra một chút thì mình tiếc thì mình học mới kỹ. Mình học mới kỹ á, thì mình sau này á, mình lấy cái kiến thức từ cái lớp học đó mình về mình kiếm tiền nó mới nhiều. Bên cạnh đó anh chị nhận được rất là nhiều quà tặng từ cái lớp học tuyệt vời này. Rồi, còn cái gì nữa ạ? Khi mà anh chị học cái BTC này, anh chị có kiến thức và anh chị sẽ vận hành theo cái BTC. BTC không phải học một lần nha anh chị, mà chúng ta sẽ liên tục học và chúng ta học từ 3 cho đến 5 lần là chúng ta cùng với đồng đội mình học và mình yêu thích nó, mình nói nhiều về nó, thì tự động thông qua lớp học BTC này, mình chia sẻ những cái bí quyết ở trong đó, thì tự động 3 đến 5 lần học BTC là mình lên được silver. Mình lên được silver với thu nhập là 30 triệu một tháng, thì có phải là mình ngồi tại nhà, mình cũng giúp đỡ được gia đình của mình rất là nhiều, đúng không các anh chị? Cho nên đó là lý do tại sao mình phải tích cực tham gia học cái BTC là như thế. Đó, thì ai chưa đăng ký học BTC thì nhờ mấy anh chị tiến trên gửi đường link cho đội nhóm của mình đăng ký học BTC nha. Tại vì mình đã dồn hết tâm huyết vào cái lớp BTC rồi đó nha. Ok, rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Nếu như anh chị có muốn trao đổi gì thêm thì mình cứ để phòng Zoom này, anh chị cứ ở đó mà trao đổi nha. Thì mình có một cái việc thì mình xin phép. Thì các anh chị cứ trao đổi rồi còn không hiểu gì thì cứ hỏi mình sẽ giúp. Và anh chị có đặt cái lịch tiếp theo để làm việc không? Anh chị nên đặt cái lịch tiếp theo để làm việc với những người dưới của anh chị nữa. Thì chúng ta tiếp tục đặt cái lịch tiếp theo nữa nha. Đó, ví dụ như ngày mai chúng ta muốn chọn mấy giờ, chúng ta lại tiếp tục đặt lịch nữa anh chị nha. Ok. Rồi, cảm ơn anh Đạo Hồng nhiều. Mỗi ngày mỗi làm việc cũng được luôn nha chị Thâu. Mỗi ngày liên tục luôn. Yes, ok. Ok em, ok. Rồi, xin chào mọi người nha. Thì đó, các bạn cũng nghe đó, nghe anh Bình chia sẻ đó. Thì các bạn cũng biết cái thời COVID. Bây giờ nếu như mà những chị em chúng ta là bỉm sữa, mà nếu như miếng muốn có thu nhập 9-10 triệu, nói tới tiền là tự nhiên mình cảm thấy mình hào hứng à. Tại vì nếu như cái việc công nhân á, các bạn thấy làm mà muốn có 9-10 triệu là bỏ ra phải là 8 tiếng, 12 tiếng, ha, là 16 tiếng tăng ca, 16 hoặc 18 tiếng thì họ được 9.